Vậy nè, thế vậy đi, đi tắm nè, nằm hoài đi, đi tắm nè, đi tắm. Mày dễ đi chứ đâu hả? Ui là trời, tao mới thấy mày mở mắt luôn, bây giờ mày nhắm mắt nữa mày. Đi tắm nè, đi. Về cho tao đi tắm liền, cho tao liền. Ê đây là chai sữa tắm SOS mà mình đã tắm cho bắp từ lúc nhỏ cho tới lớn luôn á. Rất là mướt lông nha, màu trắng thì mướt lông mà thơm nữa. Chai này á thì sử dụng cho những cái chú cúm mà không có bị bệnh về da các bạn, tại vì nó mướt quá, sợ tắm không sạch đó nó sẽ gây kích ứng cho da của các bé. Thì bắp nhà mình á nó chưa có bị bệnh da lần nào á, cho nên là mình mới tắm chai xà bông này rất là thơm luôn á, giữ mùi rất là lâu, 5 ngày chưa tắm á vẫn còn nghe mùi thơm của xà bông này luôn á. Giấu mặt luôn. Trời ơi.